Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe hatchback các bạn nha. Đấy, đó chính là chiếc xe Hyundai Grand i10 phiên bản hatchback 1.2 đây ạ. Bản đủ các bạn nha. Bản này là bản 1.2, bản đủ rồi. Đấy. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 và mới lăn bánh được có 19 km thôi, 19 km các bạn nhé. Rất là đẹp luôn này, cả một cái dàn lốp theo xe còn nguyên và còn rất là dày đây. Sản xuất năm 2020 này, đết lốp còn nguyên và 2020 đây ạ. Đấy, cả dàn lốp còn nguyên và còn rất là đẹp các bạn nhé. Xe được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa này, gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương này. Đời rất là cao rồi, cho nên là nhìn cụm đèn. Đèn còn rất là mới luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ những cái cụm đèn pha này đều rất là mới, rất là sáng. Xe đời cao có khác luôn các bạn ạ. Toàn bộ từ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, chữ, logo, đèn pha, đèn gầm đều rất là mới luôn. Dàn lốp nguyên bản theo xe các bạn nhé. Cả dàn lốp là còn nguyên bản theo xe và đế 20 hết này. Đấy, đế 20 rất là đẹp luôn. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Xe không tai nạn, không ngập nước gì các bạn nhé. Khóa thông minh này, bấm tay để mở cửa này. Đấy. Xe lăn bánh có 19 km thôi các bạn ạ. Rất là mới luôn. Toàn bộ nội thất này đều rất mới này. Ghế nguyên bản của xe này, vô lăng cần số này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy. Và xe thì cũng đã được trang bị màn hình, camera lùi đầy đủ hết cả rồi. Đều rất là mới, rất là đẹp luôn. Khóa thông minh, đề nổ start top. Đấy, phiên bản này là phiên bản 1.2, bản đủ các bạn nhé. Sản xuất năm 2020 đây các bạn này. Đấy, chiếc xe được sản xuất tại Việt Nam. Rất mới, rất là đẹp luôn. Sản xuất năm 2020 các bạn nhé. Đấy, la răng đúc đầy đủ rồi. Đấy, cụm đèn hậu cũng còn rất đẹp các bạn này. Đấy, cụm đèn hậu này, toàn bộ từ chữ, logo đều rất là mới, rất là đẹp này. Đèn phanh trên cao này. Đấy. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc i10 2020 này là một cái khối động cơ xăng 1.2 lít quý vị và các bạn nhé, kết hợp với hộp số tự động. Và chiếc xe này thì còn rất là đẹp đây các bạn này. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về thì cái động cơ nó cũng đã tương đối là sạch sẽ và đẹp đẽ rồi. Nhiều chỗ là còn nguyên bản, chưa bóc ni lông này, cho nên chúng tôi cũng không có dọn dẹp gì đâu các bạn ạ. Đấy, không dọn dẹp, còn nguyên bản và còn rất đẹp như này đây nha các bạn nhé. Đấy, lăn bánh mới có 19 thôi, cho nên còn rất đẹp, rất là mới này. Ốc cabo còn nguyên bản này, keo chỉ cabo là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, còn nguyên bản hết này. Chúng tôi cam kết với chiếc xe này là không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả này. Tất cả còn rất đều, rất đẹp xe. Vì mới lăn bánh có 19 thôi, cho nên là chiếc xe còn rất đẹp, rất mới như này đây. Nhiều chỗ này là chưa bóc ni lông này. Đấy, quý vị các bạn xem này, một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp đấy các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 2020 này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 này. Ngoài ra thì tại cửa hàng chúng tôi đây còn có rất nhiều các loại xe khác nữa các bạn nhé. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu thì hãy đến với cửa hàng chúng tôi để xem xe và lái thử trực tiếp những chiếc xe đang bán tại cửa hàng chúng tôi đây ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, rất là đẹp. Ngoài chiếc xe i10 này ra thì tại cửa hàng chúng tôi còn rất nhiều những các dòng xe khác nữa quý vị và các bạn nhé. Đấy, đang có rất nhiều các dòng xe khác đấy. Yeah, yeah, oh, oh. Yeah, yeah, oh, oh.